Ngon lành đâu có gì đâu, tự nhiên một ngày nghe nó mệt trong người, mệt mà sao kỳ cục vậy ta. Mình thì hơi hám đồ cũng khỏe mà sao tự nhiên nghe mệt khó thở quá. Thì đi đi mình đi đến bệnh viện mình khám thì bác sĩ cho biết là gan siêu vi C. Thì tại vì mình cũng đi chùa để thường thường nghe với thầy cô giảng dạy đó, cuộc đời vô thường ai cũng đến rồi trở về cát bụi, thì mình cũng an tâm. Một cái điều sống là mình trong những ngày qua thì mình cũng lo được cho cha mẹ mình có cái nhà ở, rồi cuộc sống cha mẹ mình không vất vả như xưa nữa, rồi còn vợ con mình thì cũng có một cái mái ấm rồi. Thì cho Thanh nghĩ rằng bây giờ đến giây phút cuối rồi, cho Thanh nói thôi em sau này mệt quá, bây giờ chắc anh chuẩn bị gì, ba cho Thanh đó cũng chết vì bệnh ung thư, ba cho Thanh ung thư bao tử. Mình nói chắc cái gen nhà mình là bị ung thư, thôi giờ thôi không có show đi hát nữa, giờ chuẩn bị mình biết ung thư là đi mau lắm. Cái cho Thanh mới nói thôi giờ anh lo cho anh nha, thì bắt đầu anh sẽ không có đi hát, rồi anh Để gần ở trong tay nhà, anh ở nhà anh ăn để chay niệm gần Phật. Rồi anh có nghĩ như thế này, để chết nhẹ nhàng được nghe lời kinh tiếng kệ, dân cầu nguyện nếu mà con có ra đi xin đừng có hành xác con, tội nghiệp những người xung quanh lắm, rồi nó khổ cực lắm. Nhiều khi là những cái nói về của mình đi, mỗi khi mình phóng uế đi mình còn chịu không nổi, nói chi những người thân bên cạnh thì tội nghiệp lắm. Nên nói thôi nếu con mà hết số thì cho con ra đi nhẹ nhàng. Chào má mười, chào sư huynh đệ tỷ muội hết luôn. Dạ A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Bữa nay mình đây dạ trên đất này mình thay thế cho má mười. Dạ. Và để mình gìn giữ bảo vệ. Và bên cạnh là có thành lập lên những cái trại để cho tất cả những vị nào có tâm đạo thương thầy mến đạo thì sẽ trở về đây để niệm Phật. Và bên cạnh thì cũng nhớ lại cái ân nghĩa của má mười đối với tất cả các con đạo. Vậy ha, mời quý vị mình sẽ dùng nước với gia đình. Dạ. Mình cũng đang làm, hiện giờ thì đang làm chưa hoàn thành. Mấy trên đủ đẹp quá vậy. Dơ kẹp năm mấy cái đồ chơi con. Kiếm vô mấy cỏ đèn. Ôm không nổi á, hai ôm không nổi đâu á. Chú ba dạ. Dạ. Ở đây là cốc sư huynh hành hậu cắt một cái cốc ở đây nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái cốc có sẵn anh Hậu lên sửa lại. Sửa lại thôi. Dạ dạ dạ. Bên đây lại có, đây mình sửa lại. Dạ. Đây thì ba cho Thanh đang thắp hương cho củ quyền cùng với Đức Phật, Đức Thầy. Ủa vậy anh không có lâu hả? Lâu nhưng mà anh không có cái này. À, anh chỉ là bộ râu thôi. Đổ cát nó cắm cây đá rồi mà dạ. Mua hả bạn đây? Mua hả? Đúng là mà làm cái lường lường cát đó thì mình cắm cây nhang. Dạ. Cái máy như vào xung quanh thì có. Vậy đây có má mười, có anh em đồng đạo nữa, anh ba có thể nào gieo duyên một cái đoạn về nói về Phật pháp hay là cái nhân duyên nào đó chờ anh em tụ họp về đây một đoạn anh ba để tặng cho má mười cùng với tất cả đồng đạo có mặt đây nè anh ba. Và nước ngủ Mù Sơn ha anh ba, hay lắm, vị tự sáng tác nhạc luôn nha. Nhưng mà đứa này A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa với đại gia đình thì em mới nói tu hành chứ thật sự là mình có biết gì đâu. Tại vì cái tâm mình thì nhiều khi thích đi chùa, không biết sao á, thích đi chùa từ nhỏ lận. Rồi thì cũng giống như mình nghe theo lời Phật dạy á, thì giống như chư Tôn Đức đồ dạy đó nha, đừng giận đừng hờn đừng oán đừng trách, thì mình làm sao cho để có được tình thương của anh em mỗi lần gặp gỡ nhau, rồi gặp gỡ thì lại càng thương mến nhau nhiều.
rồi càng quý mến nhau trong cuộc sống như đó là thôi, chứ chứ thật sự ra thì tại Phú nói chứ anh không biết tu này. Thì nhiều khi đi hát chùa, thích đi hát chùa rồi vậy đó. Nhà cái đó là tu rồi đó anh ba ơi. À, thì anh nhớ mỗi khi mấy quý thầy cô ở đâu mà gọi á, hay là ở bên bên Phật giáo Hòa Hảo năm mình á, coi như là tất cả vừa rồi anh cũng gặp Thiện Nghĩa thì hoặc là cốc chủ đây thì cho hay là ở dưới đây bữa anh về đây nè, cốc chủ rủ anh đi hát. Rồi cốc chủ nói chỗ đó giờ người ta đang muốn được nghe anh hát thì anh dành thời gian để xuống dưới. Rồi Thiện Nghĩa nữa, rồi rủ anh đi, anh đi chứ chứ còn nói chuyện về đạo pháp anh đâu biết. Hát đạo pháp thì anh có biết hát. À, nhưng mà em biết được anh ba, anh ba có một cái thời gian cái cuộc sống của anh ba nó dường như nó bị bế tắc vì anh ba bị cái căn bệnh đó, nhưng mà anh ba nhờ vào Phật pháp đó, lúc đó anh đã buông xả hết trơn rồi, nhưng mà nhờ anh tin tưởng vào Phật pháp, nhưng mà đúng là Phật pháp độ cho anh ba bây giờ có một sức khỏe tốt, thì anh có thể là chia sẻ cái đó cho đồng đạo ở đây được biết ha anh ba. Kể lại câu chuyện đó ha. Kính thưa tất cả quý đồng đạo và tất cả quý khán giả thân yêu, thì hôm nay Châu Thanh về Ngũ Hồ Sơn nơi núi Cấm, thì đây là giữa rừng thiên, mà nơi đây thì được biết là ngày xưa Phật thầy Thái An, Đức Phật cũng đã về núi tu ở tận ra đây. Thì hôm nay giữa một cái không khí trang nghiêm của nơi rừng núi thế này, thì Châu Thanh cũng xin được phép kể lại một cái câu chuyện mà lúc Châu Thanh bị bệnh viêm gan, ung thư, ung thư gan thời cuối luôn á. Cái bệnh gan này khi mình phát hiện ra thì mình cũng bất ngờ, mình không biết là mình bị bệnh, bị gan đi hát ngon lành. Thời gian đó cách đây cũng hai mấy năm rồi. Đi hát ngon lành đâu có gì đâu, tự nhiên một ngày nghe nó mệt trong người, mệt mà sao kỳ cục vậy ta. Mình thì hơi hám đồ cũng khỏe lắm, sao tự nhiên nghe mệt khó thở quá, thì đi đến bệnh viện mình khám, thì bác sĩ cho biết gan suy C. Thì tại vì mình cũng đi chùa rồi thường nghe quý thầy cô giảng dạy đó, cuộc đời vô thường ai cũng đến rồi trở về cát bụi, thì mình cũng an tâm. Một cái điều sống là mình trong những ngày qua thì mình cũng lo được cho cha mẹ mình có cái nhà ở, rồi cuộc sống cha mẹ mình không giả như xưa nữa, rồi còn vợ con mình thì cũng có một cái mái ấm rồi. Thì Châu Thanh nghĩ rằng bây giờ đến giây phút cuối rồi, Châu Thanh nói thôi em sau này mệt quá, bây giờ chắc anh chuẩn bị gì, ba Châu Thanh đó cũng chết vì bệnh ung thư, ba của Châu Thanh ung thư bao tử, mình nói chắc cái gen nhà mình là bị ung thư, thôi giờ thôi không có xô đi hát nữa, giờ chuẩn bị mình biết ung thư là đi mau lắm. Cái Châu Thanh mới nói thôi giờ anh lo cho anh nha, thì bắt đầu anh sẽ không có đi hát, rồi anh ở nhà, anh ở nhà anh ăn chay niệm Phật. Rồi anh có nghĩ như thế này, để chết nhẹ nhàng được nghe lời kinh tiếng kệ, với anh cầu nguyện nếu mà con có ra đi xin đừng có hành xác con, tội nghiệp những người xung quanh lắm, rồi nó khổ cực lắm. Nhiều khi là những cái nói về của mình đi, mỗi khi mình bị phóng quế đi, mình còn chịu không nổi, nói chi những người thân bên cạnh thì tội nghiệp lắm, nên nói thôi nếu con mà hết số thì cho con ra đi nhẹ nhàng, chứ xin đừng hành xác để rồi tội nghiệp những người xung quanh sẽ lo cho mình cực khổ lắm, con muốn sống ra đi nhẹ nhàng. Thì ngày ngày anh cứ vậy đó, anh cũng giống như mà học cái cách mà tứ thời của quý thầy vậy đó, đó quý đó. Tại vì anh cũng có được biết có những ngày anh lên trên chỗ Sư Minh Giới ở trên núi á, núi Hàng Mai á, thì anh được thầy chỉ dạy cho anh, sư chỉ dạy cho anh mỗi cách mỗi ngày tu mấy thời và chai lạc. Thì anh sống giây phút đó đó, anh cứ nghĩ mình học theo cái cách sống của những nhà tu để mình được ra đi nhẹ nhàng. Rồi anh cứ tụng chú Đại Bi, anh niệm Phật, chứ anh đâu biết nhiều đâu. Anh thuộc chú Đại Bi nè, rồi niệm Phật, cứ nhiều đó thôi. Cái đầu anh để ly nước, nhìn anh để ly nước, anh cúng. Mỗi lần tụng xong anh cúng. Thì sau thời gian cũng mấy tuần, tự nhiên tao nghe trong người nó không có mệt nữa mà nó khỏe lại.
rồi đúng tháng anh mới đi, anh đi kêu bằng kiểm tra lại đó. Thì tự nhiên bác sĩ nói chúc mừng ông xác định. Anh thì cứ nghĩ là chắc có lẽ là đây là nhiều khi bác sĩ giấy là cứ lấy lộn cái xét nghiệm của ai đưa anh sao. Anh không nghĩ là anh đã được hết bệnh. Cái bác sĩ nói, anh nói con tôi sẽ có ai vậy bác sĩ, vậy bác sĩ của bạn đây, thì ông là Trần Xuân Kiệt đây cho ai đây chúc mừng ông. Trời, mình nghe mình ngạc nhiên nha, nói vậy là không chết sao ta. Nó thì câu chuyện đó, những ngày tháng tha thiết, anh tha thiết cứ tối ngày cái niệm chú rồi niệm Phật rồi ăn chay, thì tự nhiên cái căn bệnh không còn nữa. Đó là mình rồi sau thì anh có lên để chia sẻ Phật pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp đó. Phật pháp nhiệm màu kỳ 30. Thì thầy Chân Tính có là trụ trì, thì thầy có nói là cái duyên này có duyên, cái duyên chắc có lẽ là hồi xưa đó, kiếp trước đó. Bởi vì trong đạo Phật thì thường hay có nói là nhân quả. Dù là cho Thanh cũng thời nghe Hòa Thượng Quỳ Diệu nói và Hòa Thượng Tứ Quảng nói, các ngài giảng là dù mình không phải là một tôn giáo nào nhưng không thể nào không tin được nhân quả. Cái nhân quả có thể là mình gieo thì mình sẽ gặt. Nhưng bạn gieo được cái hạt giống tốt thì bạn sẽ được nhận cái tốt. Và khi nhân quả mà bạn đã làm những chuyện xấu thì chắc chắn là bạn sẽ gặp những điều không tốt đến bạn. Thì anh cũng mừng ở chỗ được thầy Chân Tính kể lại, nói là nhiều khi cái nhân duyên của Châu Thanh hồi xưa đó, chắc kiếp trước cũng có làm việc gì đó, nó cũng được gì đó. Vì vậy cho nên trong kiếp này cái bệnh tật đã qua được cái kiếp nạn là mình không thể ngờ được là đã hết bệnh gan siêu vi C. Rồi sau khi mà anh hết bệnh thì lúc đó sư Minh Giới đó là cái sư là viết về vở tuồng Bước Chân Xuất Thế và Đạo Hoàng Muôn Thuở. Sư gặp lại sư mới kể anh nghe thế này nữa. Nên ở dưới nhà xóm nhà tôi á có cái em đó, cái chú đó đó, sư gọi là cái chú. Cái chú đó là quậy dữ lắm. Quậy lắm. Mà khi mà chú biết chú đó cũng bị bệnh gan luôn, bị bệnh coi như là ung thư luôn. Rồi mà chú đó thì chú ái mộ Châu Thanh, nên khi chú nghe Châu Thanh và xem Châu Thanh trên cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu á, thì làm theo người ái mộ. Chứ chú đó cũng thực hiện nghe về Châu Thanh kể đó, là tụng Phật rồi tụng kinh rồi ăn chay. Rồi chú được sư Minh Giới kể lại là cái chú đó đó, ngày xưa chú quậy dữ lắm, ăn đồ quậy phá đồ, coi như là gia đình buồn rất là khổ sở, và xóm làng cũng sợ chú đó nữa, tại chú quậy lắm. Mà sau này khi mà chú nghe câu chuyện chú Thanh thì chú cũng làm theo vậy. Cái chú niệm Phật rồi sau này chú niệm chú Đại Bi, rồi chú kể lại cho xóm làng nghe, và chú sư Minh Giới cũng nghe được câu chuyện đó. Chú nằm chú gục trên cái giá kinh luôn thế này, tụng kinh mà đứng gục luôn á. Rồi xong cái chú nói, chú kể lại cho sư Minh Giới nghe là thấy có một cái bà mặc đồ trắng, bị chú dân quậy, chú đúng bà đồ trắng là ai đâu. Đổ cái chai gì xanh xanh trên đầu chú á, cầm cái bình gì đổ trên đầu. Cái chú giật mình thức dậy, rồi sau thời gian cái chú cũng hết bệnh luôn. Rồi bây giờ cái xóm của chú á, coi như là sư Minh Giới kể đó, giờ xóm đó ai cũng là cùng nhau tụng chú Đại Bi. Vậy đó ha. Cái duyên lành mỗi người thì chắc có lẽ là chú đó hiện tại quậy, nhưng mà kiếp trước chú cũng là người tốt. Nên kiếp này kiếp nạn đã qua được vậy đó. Thì hôm nay có duyên Châu Thanh cũng xin được kể lại cho tất cả quý đồng đạo và tất cả bà con cùng nghe. Chứ cái việc ở giữa núi rừng thì Châu Thanh biết sao mình kể lại câu chuyện như vậy. Để gửi đến cho tất cả quý bà con được cái niềm tin. Cái niềm tin là khi mình đến với tâm linh á, thì không phải có cảm nhận, giống như mình có cảm nhận được thì mới biết được nước nóng, uống nước mới biết nước nóng hay nước lạnh. Thì có những người mình chưa uống thì mình không biết, mà khi đã uống rồi thì mới cảm nhận được cái sự việc đó như thế nào.
Thì hôm nay Châu Thanh cũng xin trân trọng kể lại câu chuyện cho tất cả bà con mình. Chúc tất cả được an lạc, hạnh phúc. Em cũng chân thành cảm ơn nghệ sĩ Châu Thanh đã chia sẻ một cái video về Phật pháp nhiệm màu. Thì em tin chắc vào cái video này thì bà con sẽ giác ngộ nhiều hơn nữa. Thì thưa anh ba, nếu mà như vậy anh ba có thể chia sẻ là anh ba cũng như nhờ dựa vào Phật pháp ăn chay và tụng chú Đại Bi niệm Phật làm lành là anh ba là dứt hẳn cái căn bệnh anh ba, phải không anh ba? Đúng vậy á. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời quý vị ơi. Thì kính thưa quý vị, qua cái đoạn video này Châu Phú cũng xin kính chúc toàn thể sư huynh đệ đây và má mười ha. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.